Sau một bản cập nhật lớn tiền mùa giải thì hàng năm Riot đều mất từ 2 cho đến 4 bản cập nhật sau đó để cân bằng và tối ưu lại những chỉnh sửa mà họ đã làm ở giai đoạn tiền mùa giải. Và năm nay cũng không ngoại lệ khi phiên bản 11.24 đã ra lò và có rất nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm cân bằng lại những gì đã có trên phiên bản 11.23. Và bây giờ Cà Phê Liên Minh sẽ đưa đến các bạn phân tích cập nhật 11.24 để các bạn có thể hiểu rõ hơn những chỉnh sửa này. Trước khi bắt đầu, bọn mình sẽ rất vui nếu các bạn bấm vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên dưới. Xin cảm ơn và bắt đầu thôi! Wow! Xe Yamaha Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới! Thiết kế mới hiện đại! Động cơ siêu mạnh mẽ! Siêu tiết kiệm nhiên liệu! Mua xe mới! Hãy mua xe Sirius Fi 2021 hoàn toàn mới! Chúng ta sẽ đề cập đến những điều chỉnh giảm sức mạnh trước. Vị tướng duy nhất bị lên thớt trong đợt giảm sức mạnh này chính là Camille, bà hoàng ở khu vực đứng trên. Xuyên suốt từ phiên bản 11.19, 20, 21, 22 và đến 23 luôn, Camille luôn nằm trong top các tướng đường trên mạnh nhất. Các trang bị chấn phái của cô nàng này không bị giảm sức mạnh quá nhiều, các đối thủ khó chịu của Camille thì đều bị nớp cực mạnh, khiến cho cô nàng này trở thành một cơn ác mộng thật sự ở khu vực đường trên. Điều chỉnh ở phiên bản 11.24 này sẽ khiến Camille không còn quá mức vượt trội ở giai đoạn đi đường, nhưng vẫn cực kỳ lợi hại trong tay những người chơi ở kỹ năng cao. Việc giảm sát thương của đá quét chiến thuật và tăng hồi chiều của đá móc phi thần sẽ khiến những đối thủ cùng đường với cô nàng này có cơ hội để thở và cá hồi lại trong giai đoạn đi đường. Cũng như về cuối trận thì các xạ thủ yếu ớt sẽ bớt bị ám ảnh bởi một con quái vật cứ 10 giây lại đu qua tường một lần. Nhìn chung thì có vẻ như Riot đang hơi rén trong đợt giảm sức mạnh này vì họ sợ nếu giảm sức mạnh của cô nàng này đi quá thì sẽ mở lối cho một vài vị tướng khác trở nên quá bá đạo ở đường trên như là Renekton, Jax, Na hay là Kennen. Có lẽ họ đang chờ đợi xem những chỉnh sửa về trang bị sẽ ảnh hưởng thế nào rồi mới nớp thật mạnh ở các phiên bản sau. Và Camille may mắn thay cũng là tướng duy nhất bị giảm sức mạnh, còn sau đó chúng ta có hàng loạt chỉnh sửa về trang bị. Đầu tiên chúng ta đến với combo ưa thích ngon bổ rẻ của các pháp sư kiểm soát ở phiên bản 11.23, đó là vương miện suy vong và động cơ vũ trụ. Vương miện suy vong thì miễn bản, dù có nội tại thần thoại nghe có vẻ là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng bản thân các chỉ số của vương miện suy vong lại khỏe ngang với trượng băng vĩnh cửu, kèm thêm một hiệu ứng cực kỳ giá trị cho các tướng pháp sư trong thời đại sát thủ chạy nhan nhản ngoài đường như thế này. Điều này đi ngược lại với quan điểm của Riot khi lần đầu tiên đưa ra trang bị này là các pháp sư phải hy sinh lượng sát thương để đổi lấy sự an toàn. Đó là lý do tại sao mà Riot giảm nhẹ sức mạnh phép thuật của trang bị này từ 70 xuống còn có 60 sức mạnh phép thuật mà thôi. Dù vậy, 10 điểm sức mạnh phép thuật ít hơn so với trượng băng vĩnh cửu thật ra cũng là quá hời cho trang bị này. Nhưng với những tướng không sử dụng trượng băng vĩnh cửu thì việc vương miện giảm 10 điểm sức mạnh phép thuật sẽ khiến họ phân vân hơn một chút giữa việc lựa chọn hai món trang bị tấn công là bão tố Luden và thống khổ Leandri. Dù vậy thì một lần nữa Cà Phê Liên Minh cảm thấy đợt nớp này vẫn còn hơi nhẹ và khả năng rằng bản cập nhật sau thì món trang bị này sẽ lại bị sờ gáy tiếp mà thôi. Tiếp theo là động cơ vũ trụ, có vẻ như thay đổi cơ chế hiệu ứng khiến động cơ vũ trụ phù hợp với nhiều vị tướng hơn, nhưng lại thành một combo quá khỏe khi đi kèm với vương miện suy vong. Ở một số vị tướng như là Victor, Orianna, Syndra thì combo này vừa có sự an toàn, vừa có thêm độ cơ động của động cơ vũ trụ, vừa có thêm một lượng sát thương vô cùng đáng kể. Chính vì vậy Riot đã nớp một phát cả hai luôn cho nó đỡ mệt. Với việc giảm cả sức mạnh phép thuật, giảm cả máu, giảm cả tốc độ di chuyển cộng thêm thì động cơ vũ trụ bây giờ đã thật sự trở nên cân bằng hơn và giúp cho các trang bị pháp sư khác có cơ hội xuất hiện nhiều hơn. Nhắc đến sát thủ thì Nguyên Tố Luân đã bị giảm sức mạnh rồi. Chỉ một điều chỉnh đơn giản là từ hồi 25% thời gian chiêu cuối thành 20% đã là một điều chỉnh rất quan trọng rồi. Nguyên do của điều chỉnh này là một vài vị tướng có chiêu cuối hồi vô cùng bá đạo như là Nocturne, Qiyana, Xayah, Zed hay là Talon đang trở nên quá kinh dị trong những pha combat lớn và dài hơi. Tưởng tượng cứ dứt điểm được vài ba người thì Nocturne và Zed lại có chiêu cuối sẵn sàng để lao vào tiếp thì thật sự là quá khó cho team bạn. Tuy nhiên, điều chỉnh này chỉ nhằm vào một số cá nhân cụ thể mà thôi, còn sức mạnh thực sự của món trang bị này có lẽ vẫn đang là một dấu hỏi chấm. Cá nhân bọn mình nghĩ thì đây vẫn là một món trang bị quá ngon lành cho các sát thủ, dù nó giảm 20% hay là 25%. Có lẽ ở phiên bản sau, Riot nên giảm sức mạnh của các chỉ số cơ bản của món trang bị này, để các sát thủ sẽ phải hy sinh nhiều hơn nếu chọn lối chơi liều lĩnh mạo hiểm và bắt buộc phải có mạng hay hỗ trợ trong giao tranh. Tiếp theo sau đó là hai món trang bị dành cho đỡ đòn là Giáp Vai Nguyệt Thần và Găng Tay Băng Hỏa. Việc giảm sức mạnh của hai món trang bị này chỉ nhằm tăng độ cạnh tranh giữa các món trang bị thần thoại với nhau. Với việc lượng sát thương gây thêm của Giáp Vai Nguyệt Thần sẽ bị giảm, khiến các hỗ trợ đỡ đòn phải lựa chọn giữa tấn công với Giáp Vai Nguyệt Thần và phòng thủ với dây chuyền Iron Solari. Dù vậy trong đấu giải thì Giáp Vai Nguyệt Thần vẫn chưa thực sự vượt trội quá nhiều so với Iron Solari lắm, nên có lẽ những điều chỉnh này nhắm đến xếp hạng đơn nhiều hơn. Còn với Găng Tay Băng Hỏa thì những điều chỉnh nhẹ nhàng ở phiên bản 11.24 này khiến món trang bị trở nên cân bằng hơn so với Khiên Thái Dương,
Còn giáp gia tốc hóa cuồng thì có lẽ là chắc đợi năm sau nhé. Tiếp theo là giảm sức mạnh ở các điểm ngọc tái tổ hợp. Rõ ràng là nhịp độ chết người đang quá khỏe ở mọi vị trí và gần như là mọi tướng. Việc giảm tốc độ tấn công của các tướng tay ngắn khiến cho Warwick, Yasuo, Yone, Jax hay Xin Zhao sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nó sẽ khiến lượng sát thương ở đầu giao tranh của các vị tướng này không quá khủng khiếp và bắt buộc phải tích đủ số thì mới khỏe. Các tướng tay dài ưa thích sử dụng nhịp độ ở phiên bản trước như là Jinx, Caitlyn hay Aphelios sẽ bị ảnh hưởng khi bị giảm bớt một chút tầm đánh ở tối đa cộng dồn. Tuy nhiên, việc tăng tốc độ đánh mỗi cộng dồn nhịp độ cho các tướng đánh xa lại mở ra nhiều cơ hội cho các tướng xạ thủ khác có thiên hướng dồn sát thương nhanh như là Lucian, Tristana, Kai'Sa hay thậm chí là Ashe. Giờ đây các tướng tay dài chỉ cần 3 đòn đánh để lên được tận 21% tốc đánh, gần như là ngang với hai cái dao găm. Đây là lượng tốc đánh vô cùng lớn ở những cấp độ đầu tiên và không có thời gian chờ. Điều này làm điểm ngọc mưa kiếm ra thẳng chuồng gà và không hẹn ngày gặp lại vì thời gian chờ lên đến 12 giây. Thay đổi ở 11.24 này của nhịp độ chết người có lẽ sẽ tạo nên một cơn gió tanh mưa máu ở khu vực đường dưới, khi giờ đây gần như mọi xạ thủ đều có thể sử dụng và trở nên vô cùng khủng khiếp. Tiếp theo đó là điểm ngọc thú săn mồi đã bị giảm sức mạnh sau rất nhiều kêu gào từ cộng đồng. Thời gian gồng quá ngắn và tốc độ chạy quá nhanh cộng với việc thợ săn tài tình đã tăng cực mạnh thời gian hồi trang bị ở phiên bản 11.21 khiến cho combo thú săn mồi và thợ săn tài tình vô tình mang lại một đống xe đua công thức 1 ở trên khắp bản đồ Summoner Rift. Dù vậy, những điều chỉnh của Riot chỉ khiến những chiếc xe này chạy chậm hơn một chút chứ không ảnh hưởng gì đến thời gian hồi chiêu cả. Vì thế khả năng cao là Riot sẽ phải nớp thẳng thợ săn tài tình luôn nếu mà tình trạng xe đua vẫn tiếp tục tiếp diễn và các pháp sư bỏ quên luôn điểm ngọc tăng tốc phà. Nâng cấp băng giá là điểm ngọc tiếp theo bị nớp khi tỏ ra quá mạnh ở khu vực đường dưới và thậm chí là trong tay một vài pháp sư kiểm soát ở đường giữa và những tướng chống chịu có khả năng khống chế mạnh. Việc giảm làm chậm cơ bản và tăng lượng làm chậm tăng trưởng theo sức mạnh phép thuật, sức mạnh công kích và sức mạnh hồi máu khiến cho các tướng hỗ trợ bắt buộc phải có thêm trang bị mới tận dụng hết từ khả năng làm chậm này. Tuy nhiên, việc vùng làm chậm quá to vẫn sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn của điểm ngọc này, và có lẽ Riot cũng đang quan sát kết quả của đợt giảm sức mạnh này để có thể có những điều chỉnh trong tương lai. Trước khi chúng ta đến với những chỉnh sửa tăng sức mạnh thì hãy đề cập đến hai con rồng một chút. Rồng hóa kỹ có bùa lợi không quá mạnh khi cộng dồn nhiều lần nên đã được tăng thêm một tí sức mạnh. Nhưng linh hồn rồng hóa kỹ lại quá mạnh và khiến cho việc tranh giành linh hồn rồng này trở thành một điều kiện thắng quá rõ ràng. Vì thế nên đợt điều chỉnh này cũng là điều cần thiết phải làm, nhưng liệu đây có phải là những điều chỉnh đủ để giảm khả năng tác động của linh hồn giáp thiên thần phẩy này hay không nhỉ? Điều này thì chúng ta còn phải chờ xem trong những bản tiếp theo. Còn linh hồn rồng công nghệ mặc dù cũng đã rất khó chịu nhưng tính ra thì nó cũng khá là ngang kèo với rồng lửa và rồng nước mà thôi. Nên Riot đã tăng sức mạnh cho bùa lợi rồng thêm một chút. Giờ đây thì 4 con rồng công nghệ sẽ mang lại tổng là 24 điểm hồi kỹ năng và 24% tốc độ đánh. Thì cũng khá là ổn ở giai đoạn cuối trận. Tiếp sau những con rồng, chúng ta sẽ đến với những điều chỉnh cân bằng hoặc tăng sức mạnh ở phiên bản 11.24. Đầu tiên là điều chỉnh về cự ly đòn đánh đặc biệt của Kayle, Twitch và Urgot. Điều chỉnh này phần lớn nhắm vào các vị tướng này khi sử dụng điểm ngọc nhịp độ chết người và được tăng tầm đánh. Giờ đây thì Kayle quạt ra những đợt sóng lửa từ nội tại sau level 11 thì những đòn đánh này sẽ được cộng thêm cả tầm đánh nếu có tối đa cộng dồn nhịp độ chết người và đại bác liên thanh. Điều tương tự cũng được điều chỉnh với cả chiêu cuối của Twitch khiến hai vị tướng này trở nên cực kỳ mạnh với điểm ngọc nhịp độ chết người này trong những pha giao tranh kéo dài. Đây là lý do tại sao mà ở trên mình đã nhấn mạnh là điểm nhịp độ bây giờ thậm chí còn thích hợp với nhiều tướng tay dài hơn. Còn điều chỉnh trên Urgot thì như là Riot nói, dành cho các bạn nào thích đánh Urgot với nhịp độ chết người, nhưng bản thân mình thì không nghĩ điều đó là hay đâu, thế nên là chúng ta có thể bỏ qua. Một tướng xạ thủ nữa được tăng sức mạnh là Samira khi chiêu cuối của cô nàng này đã không còn tốn mana nữa. Điều này khiến giai đoạn đầu và giữa trận của Samira trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi ở trong tay những người chơi kỹ năng cao. Tin mừng cho các xạ thủ VCS ở đó, mỗi tội VCS đang đánh 11.23, cày thế nhỉ? Ivern là vị tướng được tăng sức mạnh tiếp theo khi bãi người đá đã tăng mạnh kinh nghiệm và lượng vàng. Tuy nhiên dù có như vậy thì Ivern còn lâu mới trở lại meta vì bộ kỹ năng này quá hiền lành và không hề thích hợp cho vai trò đi rừng. Và cuối cùng chúng ta đến với Klett. Quân bài có nhiều sự thay đổi nhất ở phiên bản 11.24. Riot nói rằng đây là tăng sức mạnh nhưng nhiều người chơi Klett nói rằng đây chỉ là một chỉnh sửa cân bằng mà thôi. Giờ đây khi lượng máu cơ bản của Skaar đã cộng thẳng vào máu cơ bản của Klett, khiến cho lối lên đồ chống chịu với khiên thái dương, diêu đại mãng xà và thú tượng tạch giáp đi vào dị vãng luôn. Tính sơ sơ ra thì Klett mất khoảng 20 sát thương nếu lên diêu đại mãng xà và 16 sát thương với khiên thái dương. Thay vào đó, Riot chỉnh sửa một loạt lỗi của Klett, giảm thời gian lên ngựa và giảm thời gian hồi kỹ năng E để hướng đến lối chơi đấu sĩ cực kỳ nhiều sát thương. Điều này khiến cho Klett trở thành một đấu sĩ rất mạnh về mặt gây sát thương, nhưng cần phải có những pha giao tranh lao vào nhiều toan tính hơn một chút so với lối chơi lao vào bừa phứa như trước đây.
Dù vậy thì đây vẫn là những chỉnh sửa khá là nhẹ tay, và Riot cũng đã có lời hứa là nếu tỷ lệ thắng của Clash vẫn chưa được vớt lên thì họ sẽ tiếp tục chỉnh sửa thêm cho Clash để vị tướng này có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn ở các phiên bản sau. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhỉ, nhưng ở phiên bản 1.24 này, Cafe Liên Minh đánh giá là Clash sẽ cần một quãng thời gian dài nữa nếu muốn quay trở lại meta đánh xếp hạng. Nhưng trong meta đấu giải thì có thể sẽ khác khi lúc đó Clash sẽ trở thành một con quái vật trong tay những người chơi có kỹ năng cao. Ngoài ra thì Caitlyn cũng sẽ được tăng nhẹ một tí sức mạnh để bù đắp lại những chỉnh sửa 11.23. Ở 11.23 thì đòn bắn headshot từ nội tại của Caitlyn đã bị sửa lại, và giờ đây những người chơi đẳng cấp cao đã không thể hủy hoạt ảnh đòn đánh với thao tác ngắm bắn mục tiêu khác được nữa. Vì thế thật sự là Caitlyn dù rất khỏe với nhịp độ chết người nhưng vẫn được tăng sức mạnh thêm ở phiên bản 11.24, coi như là một sự bù đắp của Riot. Giờ đây những đòn bắn nội tại của Caitlyn sẽ mượt hơn và nhanh hơn một chút so với đòn đánh bình thường. Điều này khiến cho Caitlyn càng trở nên bá đạo hơn ở khu vực đường dưới, dù cho nhịp độ chết người đã bị chỉnh sửa tấm đánh. Vì đơn giản là tấm đánh là thứ Caitlyn chẳng bao giờ thiếu cả. Cuối cùng là hai tăng sức mạnh khá là nhỏ nhoi khác là Quyền Trượng Thiên Thần và Ngọc Chinh Phục. Quyền Trượng Thiên Thần thì giảm giá tiền ghép đi 400 vàng và trở thành một món đồ khá là ngon lành cho các pháp sư trang bị ở slot thứ 2 hoặc slot thứ 3 khi mà kinh tế còn hạn hẹp. Còn Chinh Phục thì việc tăng thêm một chút sát thương và tăng thời gian tồn tại của cộng dồn Chinh Phục sẽ khiến điểm ngọc này được lựa chọn nhiều hơn một chút với các đấu sĩ nhiều sát thương như là Renekton, Kled, Aatrox. Dù vậy thì tình trạng 8 cái Chinh Phục trong một trận đấu chắc là không diễn ra nữa đâu, nên các bạn đừng lo lắng nhé. Nhận xét chung của bọn mình thì đây là một đợt chỉnh sửa khá là hợp lý đến từ Riot khi lắng nghe rất nhiều ý kiến từ người chơi. Tuy nhiên sau rất nhiều pha bóp hơi mạnh tay quá của Riot thì đợt này họ đã rén hơn một chút và chỉnh sửa khá là nhẹ nhàng. Có lẽ sẽ cần thêm một vài lần chỉnh sửa nữa để Riot có thể cho ra mắt một phiên bản hoàn hảo hơn cho mùa giải mới. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Nhớ like, share và subscribe bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.